người ơi, mọi người thấy cái ý nghiệm mình vừa xem á, nó có thể thực hiện được không mọi người? Được, được nha. Phải thử mới biết được em. Thử mới biết hả? À, thì em thấy là cái bàn này của mình đó, nó giống cái bàn quay trong video hồi nãy chúng mình coi á. Thì mình thử tại đây luôn được không mọi người? Cháy, không được, cháy, cháy nhà anh ơi. Thì bây giờ mình có cái gì đó thay thế không? Được không em? Có cái gì đó thay thế không hả? Mọi người suy nghĩ với em đi. Hình như là có một cái để em ghi lại. Giới thiệu với mọi người, đây là cái thiết bản của Study Care Education. Vậy là mình có thể thực hiện trên cái thiết bản này được đấy mọi người ạ. Rồi, vậy thì dụng cụ thí nghiệm của anh An sẽ là cây bút xó và một cái hộp quẹt. Được chưa? Để tăng thêm phần kịch tính, em sẽ tắt đèn nha mọi người. Mời em An thực hiện thí nghiệm ạ. Ôi trời ơi, trời ơi. Có biết tại sao lại như vậy không? Em đoán thử ha. Theo như em thấy thì trong thành phần của xóa thường là nó sẽ có titan dioxide nè, với lại metin cycloxan. Thì mấy chất này đều là mấy chất mà nó dễ cháy, dễ bay hơi đó, nên là nó làm được. À ok, đúng rồi. Mấy bạn có thể lên để tìm hiểu kỹ về cái thành phần hóa học của cây bút xó này và biết thêm tại sao nó có thể cháy nha. Và mời các bạn ghé thăm Study Care Education để biết thêm nhiều kinh nghiệm khoa học thú vị nhé. Bye bye.